Tại vì sao mà có khi là giảm giá là ghi giá cụ thể 10 ngàn một ly? Tại sao có khi giảm giá là người ta là tặng kèm cho người ta không giảm? Anh chị có thấy những cái lý do như vậy không ạ? Ví dụ như chuyên đi tặng kèm thôi, tặng tích lũy đi, rồi tới đó tôi tặng cho anh cái ly 3 triệu, ly kim cương, đúng không? Trao đổi trên mạng thì giá nó cực kỳ mắc, anh chị hình dung không ạ? Nhưng mà có bao giờ giảm giá không ạ? Không, tôi chỉ tặng thôi. Đấy, anh chị thấy nguy hiểm không ạ? Có người chỉ cho và tặng thôi, không bao giờ mua bán gì cả. Chị thấy có những mối quan hệ như vậy không ạ? Ừ. Nhưng mà có những cái phân khúc người ta chỉ chuyên cho, chuyên đi là gì nè, giảm giá thôi. Bao nhiêu số anh chị muốn hiểu cái tâm của người dùng để chúng ta có cái ngôn ngữ giao tiếp với người ta hiệu quả, để mình nói cái ngôn ngữ là phù hợp với người ta. Còn không á, còn không là mình giảm giá mà người ta thấy là cái này không phải dành cho em, đồng ý không? Đấy. Nên là để thấu rõ được cái tâm thức người dùng thì người ta chia làm 6 cái vòng tâm thức như sau. Đấy, nên để đi vào tâm trí của khách hàng chúng ta phải biết những cái điều này kìa đã. Rồi sau đó chúng ta mới hút đến. Nên nó có khi thì giảm giá cụ thể, mà có khi là tặng kèm, là người ta lại đến. Vậy là khi nào? Muốn khi nào thì phải coi là đối tượng của mình đang ở vòng nào, cả nhà hình dung ạ. Rồi, cái vòng đầu tiên của người dùng đó là cái vòng vật chất. Cái vòng vật chất này người ta có một cái đặc điểm, đấy là người ta có cái câu cửa miệng là gì nè: có tiền thì mua tiền cũng được, có tiền thì có tất cả, không tiền thì cuộc đời vất vả, đồng ý không? Và cái đặc điểm của cái vòng vật chất này là gì? Là người ta sẽ gì nè, tức là mọi thứ người ta đều quy về thóc hết, cả nhà hiểu không? Hạnh phúc khi có thêm tiền. Đấy, bây giờ hỏi mà chúng ta có thêm tiền có hạnh phúc không? Mất tiền có đau khổ không? Nếu còn thì còn ở tầng này, anh chị hiểu không? Và đa số là 80 trên 80% nhân loại đều ở vòng này, nhớ không ạ? Đấy. Đấy. Và nhưng mà không phải ai cũng ở tầng này, nhớ là 80 thôi. 80% nhân loại thì đang ở hai tầng này. Và riêng ở tầng này thì người ta cần cái nội dung của chúng ta đó anh chị, là gửi đến cái tầng này anh chị, là phải cụ thể, phải rõ ràng, phải chi tiết. Ly này 10.000 đồng, ly nước mía siêu to khổng lồ 10.000 đồng là rõ ràng luôn. Chứ không có giảm 50% gì hết, không có hiểu 50% là cái gì hết. Tóm lại là cụ thể là bao nhiêu, đồng ý không? Tầng này là phải nói chuyện ở cái ngưỡng này. Không 20%, 30%, 50% hay 90% người ta cũng chẳng quan tâm đâu. Người ta nói là tóm lại là em mua cái ly này được bao nhiêu tiền. Thế thôi, cho nó nhanh, đồng ý không? Quy ra thóc là nhanh. Tại vì cái tâm thức của người ta nó quyết định cái ngôn từ người ta ăn vào là cái gì. Nó mới mở được não của người ta, anh chị hiểu không ạ? Cái tầng thứ hai đó là tầng cảm xúc. Cái tầng này thì người ta nói là gì nè? Anh em mình là một gia đình, mà một gia đình thì chơi hết mình luôn, đồng ý không? Nghe cái câu cửa miệng như vậy là biết người ta đang ở tầng này rồi. Tầng này đó anh chị thì chỉ thích tặng kèm thôi, hiểu không ạ? Chỉ được tặng thôi, tình cảm á, chỉ cho và tặng thôi. Giá có thể tính gấp 3 cũng được, đúng không ạ? Mua 1 tính 3 mà tặng 1 đi, ví dụ vậy là người ta cũng thích, anh chị hiểu không ạ? Lúc nào cũng được nói là cái này tôi được người này tặng, cái này tôi được người kia cho, cái này tôi được bên này gửi, hiểu không ạ? Người ta cần cái điều đấy, chứ bỏ tiền ra thì người ta thiếu gì tiền, anh chị hiểu không ạ? Nhưng mà người ta cần được cho tặng. Vì vậy đang làm ở tầng này, còn em vẫn làm ở tầng này. Giảm bao nhiêu đó, mua 120 giảm 40 chẳng hạn, ví dụ vậy, thì em vẫn còn kiểu gọi là đem tiền ra để mà gì nè, kích hoạt. Tầng này là tầng tiêu tiền của xã hội, bao nhiêu tinh túy của nhân loại nằm ở đây hết. Ví dụ như em mua cái đôi dép bình thường thôi, cái đôi dép là khoảng 70.000, mình mua ở giữa đường ấy mà, chị hiểu không ạ? Dép đúc, dép xốp. Nhưng mà mình đi vào cái trung tâm thương mại, nó sẽ bán một cái đôi dép gọi là crop. Con của em là nó đòi mua cái chiếc này, em chẳng biết cái đôi này, mình đi đôi 70.000, mình đi chắc mấy năm không hết thanh xuân luôn anh chị ạ. Rồi hỏi sao đôi này bao nhiêu, thì cái cô bán hàng cô mới nói: ủa anh ơi, cái đôi này nó hay lắm, con của anh nó mà chạy vận tốc cực kỳ nhanh, khi nó dừng lại một cái thì dép của nó đó nó vẫn còn trên chân. còn mấy cái đôi kia thì sao, mấy đôi kia mà nó chạy nhanh quá đó, mà nó dừng lại một cái là dép nó chạy lên vóc đùi, anh chị hiểu không ạ? Nghe giới thiệu là mình cảm thấy là muốn mua lắm rồi, anh chị hiểu. Rồi hai đứa con của em nó ra đến cái quầy nhỏ nhỏ thế này này, thì trong trà sữa mình nó có topping, thì em cứ gọi đó là topping. Topping là cái gì anh chị? Trên cái giày của nó có mấy cái lỗ, cái đó gọi là gì?
thì em cứ gọi topping. Con rồi em nói ba cứ bán trà sữa hoài rồi ba cứ nói topping, người ta gọi là cái gì đấy, cái con cham con đồ đấy, anh chị hiểu không? Hỏi ra một cái con nhỏ tí xíu như thế này thôi, 215.000 một con, mà 10 con là 2 triệu, tức là một cái con topping này thôi là bằng ba cái đôi dép của ba đang đi đấy. Mình nghe rụng rời tay chân, đó là mới topping thôi, còn đôi dép thì bao nhiêu nữa chị? Mình cũng lên hấp hối rồi, mình cũng về hỏi anh chị hiểu không? Chứ nghe nó ép tim quá. Nói dạ, dép thì nó bằng 10 cái con topping đó. Mình đi thì đôi có 70.000, nhìn nó quê mùa từ đầu đến đuôi luôn, anh chị hiểu không ạ? Là bắt đầu từ đó nó về nó lau giày, lau dép, anh chị hiểu không? Nên lên cái tầng này nó vất vả không anh chị? Tốn kém không anh chị? Để dép ở đâu anh chị? Là nó không ngủ được. Tại vì chỉ cần mất một cái con cham gì đấy là hôm sau phải mua bù vào rồi. Mà đứa nào nó tiện tay mà nó mở một cái con cham ra về mất ngủ luôn. Lên lớp là phải để cái đôi dép ở ngoài rồi mới đi ngủ, anh chị hiểu không ạ? Là cả buổi trưa là cả trô cô cả trò luôn, coi là chiếc dép đó nó có bị làm sao không. Thế là từ đó là ăn học không yên, anh chị hiểu không? Đi vào chùa thôi, đi vào những cái nơi mà phải để dép ở ngoài đó anh chị, là tâm khấn nguyện hết tâm hết thần rồi, anh chị hiểu không? Khấn nguyện mà nam mô cái là tự nhiên là đừng mất dép của con là hết rồi. Nên nói thôi con ạ, à, tại sao lại vất vả như vậy? Cái đôi của ba 70.000 phải không, nó có mất thì ba ra gì nè, ba đi chân đất ba về chẳng sao, đồng ý không? Không nuối tiếc. Nhưng mà mình năm nay 40 rồi thì mình mới hiểu cái đấy. Còn tụi nó đang thanh xuân có mười mấy thôi thì cho nó chơi cũng phải vài năm rồi chứ, chứ bây giờ bắt nó đi cái đôi đu qua như mình thì làm sao mà nó vui tươi cho được. Và đặc biệt là nó cảm xúc không anh chị? Nó nhiều cảm xúc lắm. Ví dụ ngày hôm nay vui là tháo cái con này ra, lắp cái con khác vào. Ô, nó làm mình cũng rối bời với nó đó anh chị, hiểu không ạ? Nên nó ra tiêu chuẩn mới, cả nhà hiểu không ạ? Tiêu chuẩn mới và nó bán hàng. Được chưa? Đấy. Và cũng như vậy. Là nó đóng tiền vào trong tài khoản của Stock là hơn 1 tỷ đô. Chỉ để làm gì anh chị biết không ạ? Lên cái tầng này rồi á là không rút tiền mặt, rút tiền mặt nó không sang. Anh chị hiểu không? Mua mà đưa ra tiền mặt là nó không sang. Hãy ca thẻ cho chị, hiểu không ạ? Mà ca thẻ thì nó chỉ thông báo qua một tiếng tin tin thôi. Nên đó là 100 ngàn hay là 100 triệu thì nó cũng tin tin. Mình phải hiểu tâm lý của người dùng để mình tạo ra cái trải nghiệm đấy. Nên bán hàng là phải hiểu tâm lý người dùng, nghe để dùng nha anh chị, nghe để biết để mang lại cái cảm xúc mà người ta cần. Còn không nữa anh chị, mình mang tư tưởng của ông này mà đi phục vụ ông này là muôn đời không phục vụ được, hiểu không? Rồi lên một cái tầng nữa gọi là tầng sinh mệnh. Cái tầng này là có đặc điểm, tầng này nó có đặc điểm đó là gì nè? Có sức khỏe là có tất cả, anh chị hiểu không ạ? Tầng này là gì nè? Người ta ăn vào giờ nào, ngủ vào giờ nào, dậy vào giờ nào để dạ dày hoạt động, ăn cái gì cho nó sạch, ăn cái gì cho nó khỏe. Và cái tầng này nó có hai cái mà người ta sẽ làm, đó là gì nè? Người ta tập trung vào là gì nè? Cái thở, và người ta tập trung vào cái nước. Và cái này là nó bổ cái phổi này, cái này là nó bổ cái thận này. Muốn bán hàng cho cái tầng này á là hỏi nó có sạch không, đừng có tặng kem, đừng có giảm giá gì hết á, nó phải sạch đã chị mới cho vào người chị. Hàm lượng bụi mịn trong không khí nên chị, nó phải ở mức là 20mg trên 1 mét khối thì là được. Còn vô mà nó bụi quá đó anh chị là người ta không, người ta phải đeo khẩu trang, anh chị hiểu không ạ? Rồi cái thứ hai, nước là sao? Người ta phải lọc căng gen kiềm. Anh chị phải có thuật ngữ này nên chị mới nói chuyện với người ta. pH là gì nè? Từ 5.5 cho đến 9.5. Nói phát là người ta tự nhiên nó vào được trong đầu á. Hiểu không ạ? Nên nó tầng này là gì nè? Phải sạch và khỏe. Đúng không? Hai tầng này thì nó vẫn còn lo phía bên ngoài. Còn riêng tầng này là nó lo tới cái phần thân rồi. Ăn cái gì là hỏi cái này là có organic không? Có được trồng tự nhiên không? Từ trước khi mà người ta đưa cái gì vào người là người ta đều hỏi nguồn gốc xuất xứ cả. Và muốn bán tầng sinh mệnh này khó không anh chị? Khó. Lên cái tầng thứ tư là tầng về mặt là trí tuệ. Cái ông này thì lo về phần thân, còn ông này á là lo về phần trí. Ông lúc nào cũng tìm kiếm những cái gọi là tri thức của nhân loại và kiến thức của thời đại. Cái tri thức của nhân loại và kiến thức của thời đại. Ví dụ anh chị ngồi đây. Và không chỉ đói nữa mà còn trả tiền để được ăn thức ăn này nữa. Ví dụ như là đi học 5 ngày mà khoảng 120 triệu. Mình nghe một ông đó, ông nói là tôi có khoảng 5 ngày để chia sẻ hết những cái kinh nghiệm hiểu biết của tôi. Giá của nó là 120 triệu. Và doanh thu của tôi là 10.000 tỷ, quản lý 5.000 nhân sự. Và đây là những nhãn hiệu của tôi. Theo anh chị là có bỏ tiền đi học không? Còn lên tầng này người ta hỏi là cái đó nó có tri thức gì của nhân loại, nó có kiến thức gì của thời đại để có thể mang được cái sản phẩm dịch vụ của mình đến với nhiều người không? Xuất khẩu đi quốc tế không? Anh chị hình dung không ạ?
nên hàm lượng chất xám ở trong này nó nhiều, nên tầng nào cũng đói hết anh chị. Anh chị muốn là chủ quán, anh chị phải tầng trên thì anh chị mới phục vụ được tầng dưới. Chứ anh chị đang tầng này tối ngày dành ăn với người ta lấy đâu mà phục vụ được. Nên nó chỉ cần kiểm tra cái người mà chủ quán thôi, người ta ở tầng nào, người ta phải khát khao tri thức của nhân loại và kiến thức của thời đại thì người ta mới phục vụ được mấy ông dưới, thì mới làm hài lòng được các ông dưới, anh chị hiểu không ạ? Và chỉ có tầng trên mới phục vụ được tầng dưới, mới làm được hài lòng tầng dưới, mới hiểu tầng dưới nó cần gì mà phục vụ. Cái tầng này thì người ta có câu cửa miệng là mà chứ bận tật gì. Ví dụ cái nhà nào mà hướng mà cái toilet mà đặt vào cung Tây Bắc đó anh chị, cái cung đấy là cung phải khô và sạch, anh chị hiểu không ạ? Mà lại để toilet và bếp vào đấy thì cái người gia trưởng của cái nhà đấy đó anh chị là không phát triển được, cái người chủ nhà đó anh chị ăn không nên làm không ra luôn, cái đầu lúc nào ngu ngơ luôn, lúc nào đau cột sống lưng đau đầu, tại vì mình đặt cái bếp vào cái phương đấy là do mình không rõ cái địa, mà cái địa nó tạo ra cái khí. Gió thì gió từ Tây Bắc đổ về, gió thì gió từ Đông Nam đổ về, mà gió Tây Bắc đổ về mà hàng ngày là gì, nó ẩm ướt, nó hít cái khí đó vào trong người mình đó anh chị. Một tháng không sao mà ba tháng là cái người gia chủ đó anh chị, người con trai nó bận liền. Phương đó là ông phải để cái gì khô ráo mà ông lại để ướt rồi ông hít cái khí nó vào là ông bận chứ có gì đâu. Nên nó phải có trí tuệ thì mới sắp xếp. Cái nhà mà không sắp xếp được đó anh chị thì đừng có nghĩ tới cái việc khác mà làm được. Anh chị tin điều đấy không ạ? Nên muốn làm ăn với ai chỉ cần vào thăm cái nhà người ta thôi. Còn nó bố trí mà không có hợp với địa lợi đó anh chị là đừng làm ăn nữa. Cả nhà hiểu không ạ? Nên chọn bạn làm ăn là thường thường người ta qua thăm nhà nhau, nhìn cái cổng nó làm sao, nhìn cái bếp nó làm sao, nhìn cái toilet nó làm sao. Và ba nguyên tắc của cái địa này là nó phải sạch, nó phải đủ khí và phải đúng. Nên ở trên thì không thông thiên văn, dưới chưa tường địa lý, giữa thì chưa thấu rõ nhân tâm. Mà anh chị làm đó anh chị thì chẳng qua là ông bà đỡ rất nhiều thôi. Ông bà đỡ còng lưng luôn. Làm đi con, làm sai tới đâu ông bà đỡ tới đấy. Tại vì nhà không còn ai để đỡ nữa anh chị hiểu. Có mỗi đứa cháu đứa tôn nữa, có mỗi dâu hiền rể thảo này để đỡ, tới đỡ một còng lưng luôn chị. Mà đỡ 20-30 năm thôi chứ đỡ hoài sao nổi. Ông bà còn sức đỡ của ông bà nữa chứ, đồng ý không? Tới lúc mình phải giác ngộ ra, mình đỡ cho ông bà đỡ một tí chứ, đồng ý không? Rồi đây là tầng trí tuệ. Và lên cái tầng thứ 5, đó là tầng gọi là tầng đóng góp. Đóng góp à, cái tầng này thì người ta vẫn còn đói, đói về mặt tri thức, nhưng mà tầng này đói ở mặt đóng góp. Cái ở câu cửa miệng của cái tầng số 5 này là ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Anh chị có bao giờ gặp những người, ví dụ em tin chắc là ông bà hoặc là bố mẹ anh chị mà ở quê, ai mà ở quê thì lúc nào cũng có tâm lý là gì, là mình về là gì nè, tay không. Nhưng mà khi lên thành phố thì sắt cái gì ạ? Nhiều thứ lắm, đồng ý không? À, nên cái tình cảm ở quê nó lớn như vậy. Vật chất thì có thể là không nhiều, nhưng mà cái mớ rau hay là cái gì đấy ông bà làm cho mình, và ông bà muốn cho con cháu, đồng ý không anh chị? Thậm chí bây giờ mình, em nên chị làm ra tiền rồi đó, mà về gặp bà nội của em vào năm 2017, bà cũng nhét cho em tờ 200.000. Mà bản chất của bà là muốn cho mà anh chị. Nên lên cái tầng này rồi người ta chỉ khát khao đóng góp thôi. Thấy ai mà gì nữa vất vả là người ta muốn cho. Tầng này là tầng đóng góp. Và anh chị muốn biết huy động những người này làm sao? Cho người ta môi trường đóng góp là người ta đến đóng cống hiến liền. Đói đóng góp, tức là đói ở phần tâm. Cả nhà hiểu không ạ? Đói ở phần tâm. Tâm người ta khát khao được đóng góp lắm, khát khao được sẻ chia lắm. Ví dụ vợ ở tầng này, vợ tầng này mà chồng ở tầng này, mà nhà thì chưa có nhà, chưa có cửa, đúng không? Chưa có xe cộ, con cái thì chưa ăn học đàng hoàng, thì bà này sẽ chửi ông này là gì? Hả? Ngu luôn hả? Sao mà bất ngờ vậy? Sao mà chửi gì mà mà tối ngày là sao mà cứ chửi gì mà phủ phàng vậy? Người ta nói câu hoa mỹ hơn là ăn cơm nhà. Chứ người ta phải nói dài ra tí chứ, nói cái chửi ngu hẳn lên là bất ngờ. Rồi lên cái tầng thứ 6, thầy Thích Nhất Hạnh gọi là người vô sự. Còn theo em được biết thì cái tầng này được gọi là tầng không dính mắc. Tức là sao? Người ta lên được cái tầng này rồi là tùy việc để làm thôi. Chứ người ta cũng không lấy của người giàu mà cho người nghèo. Anh chị hiểu không ạ? Người ta thấy tùy thôi. Gọi là tùy duyên để làm. Việc đó cần làm thì người ta làm, mà không cần làm thì cũng không làm. Mà làm xong rồi đó anh chị, thì tưởng người ta thương mình. Cái người nhận ấy, tưởng ông này cũng thương mình lắm. Hóa ra là ông cũng phải thương mình, mà ai là ông cũng thương hết. Cái tình thương nó không phải ích kỷ nữa, mà tình thương nó cực kỳ bao la. Quơ tay là không bao giờ chạm được cái gì hết. Anh chị hiểu không? Tầng này là không dính mắc gì cả. Đồng ý không? Đấy.
Thì anh chị hiểu là các tầng như thế này, mình hiểu cái vòng tâm thức này để mình biết được cái ngôn từ gì mà đi vào được tâm trí của người ta. Đúng không ạ?